Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 5 giờ chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023. Mình đang có mặt tại bờ hồ Xuân Hương quý vị ha, ngay bến Đạp Vịt ở góc đường nút giao đường Đinh Tiên Hoàng quý vị. Đây là đường Trần Quốc Toản. Chiều hôm nay bà con mình ra Đạp Vịt qua đời luôn, đứng xếp hàng Đạp Vịt quý vị. Đó. Hôm nay là cuối tuần thứ bảy đó quý vị ha. Đó, bà con mình đứng xếp hàng quá trời quá đất luôn. Hôm nay những dịch vụ Đạp Vịt làm ăn được ghê. Thời tiết đẹp đó quý vị. Hồi sáng thì trời âm u mà có những cái hạt mưa nhỏ nhỏ mà mưa không nổi. Chiều nay nó nực. Nực xong rồi thì bây giờ là khí hậu nó mát mẻ rồi. Có hoàng hôn rất là đẹp luôn. Trời này ra hồ Xuân Hương Đạp Vịt hoặc là dòng hồ Xuân Hương này mà ngắm cảnh thì thôi rồi luôn quý vị. Đó. Công nhận bà con mình đứng xếp hàng chờ vịt quá trời quá đất. Vịt đạp kín hồ Xuân Hương luôn quý vị ha. Đã chưa? Mình đi hướng như thế này là hướng ra vườn hoa thành phố rồi quý vị ha. Bên phía tay trái của chúng ta là sân golf Đồi Cù. Đối diện bên kia là nhà hàng Thị Tà quý vị. Và bên kia là quảng trường Lâm Viên ha. Đó, khí hậu như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Đây vẫn chưa phải là mùa khô quý vị ha. Nếu như mà mùa khô nó còn đẹp hơn nữa. Mùa khô thì khí hậu nó như thế này này, nhưng mà nó có hoa hòe là kia, trăm hoa đua nữa. Nếu nó đẹp. Trời ơi, vịt quá trời quá đất. Đã kinh mít cái hồ Xuân Hương luôn. Đúng là hồ Xuân Hương là trái tim của thành phố Đà Lạt thiệt. Nói chung đi đâu thì đi, nhưng mà quanh cái hồ Xuân Hương này nó vẫn rất là đẹp. Đi đâu rồi cũng về đây để vui chơi. Chỗ này là thuộc dạng đẹp nhất của thành phố Đà Lạt rồi. Vì chúng ta nhìn cái khu vực này đó là trung tâm cho nên chia thấy nó quen thuộc. Nhiều lúc chúng ta không để ý thôi, nhưng mà nếu để ý thì nó đẹp lắm. Buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn như thế này đó, nói chung bất cứ giờ nào cũng đẹp hết quý vị. Tuy nhiên mình thấy cứ chiều chiều tầm khoảng có hoàng hôn hoặc là buổi sáng mà có sương mờ thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Bà con mình đi thể dục quý vị ha. Mảng xanh xung quanh hồ Xuân Hương này thì nhiều quý vị, đặc biệt quan trọng nhất là cái đồi cù này đó. Nói chung chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng quản lý rất là chặt những cái khu vực xung quanh cái hồ Xuân Hương này, không cho bê tông lên, không cho xây dựng những cái công trình cao tầng là đồ sộ đó. Nếu không chặt thì khi khu vực quanh hồ Xuân Hương này người ta bê tông lên trong vòng một nốt nhạc quý vị ha. Đó, để như thế này nó mới đẹp, xây lên không đẹp đâu. Quá trời bà con mình luôn. Hôm nay nhận được một cái phản hồi của một anh khán giả. Anh khán giả này cũng đồng hành với mình lâu lắm rồi. Đó. Khán giả giả thân quý vị ha. Hôm nay anh có mặt ở Đà Lạt cũng 2-3 hôm nay cuối tuần anh lên chơi. Chắc hai vợ chồng lên chơi. Đó, chạy vòng vòng chơi. Anh cũng yêu Đà Lạt lắm. Lâu lâu cũng thích khí hậu Đà Lạt, thích cảnh quan Đà Lạt cũng phi lên, một năm phi lên một hai lần để chơi. Hôm nay anh có phản hồi là như là hôm nay anh đi ra vùng ven đó, vào một quán ăn bình dân, anh kêu hai tô bún ra và anh thấy hai tô bún của người bên cạnh cũng y chang mình. Chủ quán lấy có 60.000, trong lúc hai tô bún của mình thì anh chủ quán lấy 70.000. Đấy là chênh lệch là mỗi tô 5.000 đó, một chi tiết rất là nhỏ thôi.
Và anh cũng có những cái chuẩn bị tâm lý trước rồi, cho nên chi nó có cũng có một chút gì đó gọi là không vui. Anh nói là có một chút gì đó gọi là buổi sáng đi ra ngoài ô thấy lãng mạn, nhưng mà tự nhiên gặp những cái chuyện nhỏ nhặt làm không khí nó trở nên lãng xẹt một chút đó. Vì tâm lý chuẩn bị từ trước cho nên chi vẫn vui đó, vẫn tiếp tục đi chơi và vẫn yêu Đà Lạt. Rất là may cho anh chỉ gặp một chi tiết nhỏ đó, và hy vọng rằng anh đừng có gặp thêm những cái chi tiết xấu xấu với lại không vui nữa. Nếu như mà tổng hợp nhiều chi tiết lại thì thành ra là cái chuyến đi chơi nó mất đi một phần nào đó ý nghĩa và cảm thấy nó bực bội ha. Ai thế thôi quý vị, vì những cái chi tiết nhỏ nó không đáng quý vị. 5.000, 10.000 nó đối với khách du lịch họ có bao nhiêu đó, bản thân mình thế, nhưng mà họ có cái tâm lý là bị phân biệt đối xử đấy, giữa người địa phương với lại khách du lịch đấy. Thà không biết thì thôi, nhưng mà khi biết rồi cái là tự nhiên thấy nó chạnh lòng, nó không vui đấy. Đó, nghe bà con mình nhiều lúc cũng làm ăn chú ý đến những cái chi tiết nhỏ đó ha. Không nên vì 5.000, 10.000 mà có thể phân biệt như vậy, làm cho du khách mà họ biết được họ không vui, không hài lòng. Là gặp nhiều trường hợp như vậy thành ra là cái chuyến đi chơi họ ám ảnh luôn á, họ cảm thấy là bực bội luôn rồi quý vị. Cái đó thì mình gặp hoài quý vị, ngay cả bản thân mình đâu có phải khách du lịch đâu, mình là dân địa phương đây, sinh sống lập nghiệp ở đây, nhưng mà do cái giọng nói của mình ấy, cho nên họ cũng tưởng mình là khách du lịch, cho nên nhiều lúc đi ăn đi uống đi mua đi sắm hoặc là sử dụng dịch vụ nhiều lúc cũng bị phân biệt ấy. Mình biết điều đó mà, cho nên nhiều lúc mình cũng ra mình sử dụng dịch vụ, mình cũng tỏ vẻ rằng là mình là dân địa phương, tôi không phải là dân khách du lịch. Và ở đâu cũng thế hết quý vị, trường hợp đó thì nói thiệt với quý vị, ở đâu cũng thế hết. Đó, anh khách du khách cũng là khán giả của mình, cũng may là có những cái chuẩn bị tâm lý từ trước. Và bản thân mình thế, bây giờ mình mà muốn đi du lịch ở đâu đó thì mình cũng phải chuẩn bị tâm lý từ trước để khỏi phải hụt hẫng, khỏi bị một cái chi tiết rất là nhỏ thôi mà làm mình không vui. Đó, vậy đó quý vị. Bây giờ mình chạy lên trên khu vực Sương Nguyệt Ánh quý vị ha, con dốc Sương Nguyệt Ánh ha. Xe ngựa chạy quá trời luôn quý vị. Chiều nay khí hậu tốt với lại khách cuối tuần đông á, chính vì vậy mà những dịch vụ xe ngựa và đặc biệt cho bà con mình hoạt động và nói là hết công suất. Chạy theo hướng này là chúng ta sẽ đi về Phan Chu Trinh luôn quý vị ha, ngã tư Phan Chu Trinh đã nối qua Nguyễn Đình Chiểu. Giống anh bạn của mình cũng có vợ bán đặc sản ở ngoài chợ, cũng nói nhiều người làm dịch vụ rất là tốt ở ngoài chợ, họ niềm nở lắm. Nhiều lúc buổi sáng vô mà khách mà sờ sờ rồi trả giá rồi ngắm nghĩa tham quan này kia mà không mua, người ta vẫn vui vẻ. Nhưng mà trong đó cũng có một người hai người họ hung dữ quý vị, ví dụ sờ sờ mó mó rồi trả giá mà không mua rồi này kia, mà trả giá nữa buổi sáng sớm chưa mở hàng ấy, có những người họ chửi đó. Họ chửi như vậy là thành ra là nó cũng ảnh hưởng đến nguyên cả một cái chợ luôn. Người ta gọi là con sâu làm rầu nồi canh đó quý vị ha. Nó bao nhiêu người vui vẻ, cố gắng thân thiện, cố gắng xây dựng hình ảnh thì tự nhiên có một người khó chịu với du khách và họ chửi. Và làm như vậy là du khách họ ấn tượng nguyên cả một cái khu chợ đó luôn, nguyên cả một khu kiosk đó luôn.
và từ đó họ không quay lại chờ để mua nữa, thì bà con mình thất thu, từ đánh đạp đi nồi cơm của mình và làm ảnh hưởng đến rất là nhiều người khác đó. Vậy đó quý vị, con đường Nguyễn Đình Chiểu này việc buôn bán nó cũng khá là tấp nập, chủ yếu buôn bán cho bà con dân địa phương mình ăn uống mua sắm này kia. Bây giờ mình rẽ phải vào đây đi quý vị, về hướng này là về Dạc Sinh, về trường cao đẳng sư phạm quý vị ha. Đó, những con đường mà không phải trung tâm thì nó rất là bình yên, nhẹ nhàng, cảm giác thư thái lắm quý vị. Nếu mà lên Đà Lạt á, quý vị biết đi chơi, biết thong dong, biết ngắm cảnh thì mình mướn xe máy, mình chạy vòng vòng như thế này để mà ngó nghiêng đời sống của bà con dân địa phương á, rồi tìm hiểu đời sống văn hóa, nhà cửa cảnh quan này kia cũng rất là tuyệt vời rồi quý vị. Giống mình đi đâu cũng thế, mình xuống Bình Thuận hay là xuống Phan Rang, mình cũng mướn xe máy, mình chạy vòng vòng vậy đó, để xem thử đời sống của bà con ở những khu vực địa phương đó nó như thế nào đó, nhà cửa rồi nét sinh hoạt văn hóa nó ra làm sao. Mình thích kiểu như vậy đó quý vị. Tới đây bên phía tay phải là trung tâm thể dục thể thao của tỉnh Lâm Đồng quý vị ha. Trong này có cái sân bóng đá, sân cỏ nhân tạo đó quý vị. Còn bên phía tay trái của chúng ta là chung cư Dạc Sinh. Những căn chung cư ở trong này cũng có giá từ tỷ mấy đến 2 tỷ tùy theo giấy tờ sổ sách nữa. Chung cư này cũng lâu rồi quý vị, có tuổi đời khoảng chắc chục năm tuổi. Bây giờ ở chung cư cũng được thôi quý vị ha, cũng ngon, có những người mơ cũng có nữa. Tới đây là ký túc xá của trường cao đẳng sư phạm này quý vị. Khu vực này là ký túc xá và kéo dài tới đâu kia là trường cao đẳng sư phạm đúng không ha. Ký túc xá cũng như là nhà tập thể của bà con giáo viên luôn này kia ở trong này luôn. Công trình kiến trúc cổ kính thời Pháp để lại đấy. Những trụ đá này là cũng xây dựng từ thời Pháp không vị này. Đó, đây là ký túc xá ha. Căn nhà cổ kỹ thời xưa để lại. Ngoài này rau lan quá trời, sinh viên ra nấu cơm ấy, ra ngoài này hái rau lan đem vô xào luôn ha, luộc luôn ha. Rau lan, rau dền này quá trời luôn, rau mồng tơi này. Những cái rau này bà con ở tập thể trong đó là ra ngoài này ở trồng nó quý vị. Nhìn rất là thân thương quý vị ha. Công nhận vào những cái tuyến đường như thế này thấy nó nhẹ nhàng quý vị, cuộc sống nó nhẹ nhàng. Đó là mình nhìn cảnh bên ngoài thôi ha, còn nhìn sâu vào từng hộ gia đình thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh giống như mình thường nói vậy đó. Đó đẹp quý vị, trường cao đẳng sư phạm đấy, nổi bật cái tháp chuông đằng trước kìa. Chiều nay bà con mình đi lang thang về hồ Tuyền Lâm hoặc là ngồi hồ Xuân Hương này kia mà ngắm hoàng hôn đẹp lắm luôn. Đó. Cái công trình này người ta xây hồi trước, mình xây bằng gạch và để trần trụi như vậy, đến bây giờ nó vẫn đúng là giữ dáng về thời gian luôn quý vị. Cộng 9 năm ngoài này quý vị ha.
bây giờ 5 giờ rưỡi rồi, hết giờ học sinh rồi, bà con mình muốn tham quan thì vào đó. Ra đây nếu như mà chạy thẳng ra ngoài là cũng đường dẹp sinh luôn quý vị. Rẽ phải xuống đây là xuống lại bờ hồ Xuân Hương này. À, năm xưa đây là một cái con đường bê tông mòn nhỏ thôi quý vị ha. Bây giờ người ta mở ra một con đường lớn luôn, rất là đẹp. À, đứng đây ngắm cảnh cái quý vị, ngắm về xa xa là sân golf đội cù cũng đẹp như thường. Mặc dù chúng ta không còn được vào đó nữa, nhưng mà thôi, đứng từ xa ngắm cảnh là được rồi. Nó cũng ít nhiều gì cũng là một cái mảng xanh vô cùng quan trọng đối với Đà Lạt. Nó tạo cái điểm nhấn khi mà nhìn từ xa ha, hoặc là nhìn từ trên cao. Khu vực này nó sạch sẽ tới rồi luôn. Đó, khi mà nhìn những khung cảnh như thế này thì quý vị thấy Đà Lạt đẹp hơn ngày xưa hay là xấu hơn ngày xưa? Mỗi thời đại nó có những cái vẻ đẹp khác nhau quý vị ha. Thời xưa thì có cây hoa lá mọc dài hoang sơ, đường xá nhỏ nhắn. Đó, nhìn khung cảnh nó thơ mộng bình yên. Còn thời nay nó cũng có những cái vẻ đẹp nhưng mà nó lại vẻ đẹp của sự khang trang hiện đại, đó, sạch sẽ, tươm tất. Thời đại nào nó cũng có những cái vẻ đẹp riêng hết quý vị. Đó, bà con mình đi thể dục quá trời quá đất luôn quý vị. Chủ yếu là bà con dân địa phương mình ha, khách du lịch Hồng đi luôn, chịu khó vào vòng xong rồi về về tắm rửa rồi đi chợ đêm đi ăn uống. Đó, tới đây bên phía tay trái của chúng ta là khách sạn Công Đoàn đó quý vị ha. Đó, cái đồi thông đằng trước đấy. Năm xưa là cái bệnh viện nhưng mà bây giờ là người ta làm nhà khách Công Đoàn, khách sạn lưu trú du lịch luôn. Trong đó là những công trình kiến trúc cổ kính lắm. Ở dưới này bà con mình chụp hình rồi câu cá giải trí này. Đứng đây nhìn đẹp thôi rồi luôn. Mình thấy cái kiến trúc này nó dường như nó hài hòa với thành phố Đà Lạt quý vị, với địa hình này, với những cái cây thông này, với khung cảnh này, rất là hài hòa luôn quý vị ha. Công nhận người Pháp họ xây hay thiệt. Đó, lượng khách vẫn cứ đều và vẫn cứ đông quý vị ha. Nhưng mà dường như dịch vụ nó bị quá tải và nó nhiều quá. Người ta mở ra tràn lan nhiều quá, thành ra là mình thấy nó loạn. Chính vì vậy mà mình cảm giác nó ế, mà thật sự nó ế thật sự. Đó, chất lượng khách đâu có bị sút giảm đâu quý vị ha. Thậm chí là người ta thống kê thì nó còn tăng hơn so với cùng kỳ những cái năm trước nữa.
dịch vụ nhiều hơn là khách đó, cho nên mình thấy là nó ế là đúng rồi. Khách đoàn quý vị nè, đứng đây ngắm cảnh cái quý vị, đẹp quá luôn, trời ơi. Sao chiều nay nó đẹp thế nhỉ? Hay là do ngày hôm nay mình cảm thấy vui, mình cảm thấy trong lòng mình bình yên cho nên chỉ nhìn đâu cũng thấy đẹp hết. Nói chung tâm trạng mình thì vẫn ổn định quý vị. Hôm nay không thấy bà con mình buôn bán hàng. Hôm nay thấy bà con trật tự ra đó. Chứ mấy hôm trước là thấy bà con mình bán hàng đồ quá trời ở đây. Vào trong này là nhà hàng Thủy Tà quý vị ha. Một nhà hàng có tuổi đời 100 năm tuổi luôn rồi đó quý vị. Nó gắn liền với khách sạn Lang Biang Palace, bây giờ là khách sạn Đà Lạt Palace đó. Nghe nói là người ta chuẩn bị cho đấu giá thuê lại khu vực này đó, nâng giá lên quý vị ha. Trong cái khu vực Thị Tà này thì chỉ có một cây thông duy nhất nằm giữa ốc đảo. Mình cũng có thể gọi nó là cây thông cô đơn đấy ha. Rồi, hôm nay mình cũng thấy thời tiết đẹp quá, vòng vòng để cho quý vị tham quan trung tâm thành phố Đà Lạt, cũng như là cập nhật tình hình, tâm sự chia sẻ với quý vị về vấn đề cuộc sống cho nó vui. Ở cái video của mình đến đây cũng xin phép để kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.